Manila ngày hôm qua 18 tháng 1 bác bỏ gợi ý từ Bắc Kinh rằng hai bên có thể thỏa hiệp về lệnh cấm đánh bắt cá phi lý ở Biển Đông. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines nêu rõ, lệnh cấm đánh bắt cá của tỉnh Hải Nam chỉ là một trong các biện pháp đơn phương của Trung Quốc nhằm cưỡng bức thay đổi hiện trạng khu vực để củng cố lập trường đừng lưỡi bò ở Biển Đông, vốn vi phạm nghiêm trọng công pháp quốc tế. Và vì vậy, Manila bác bỏ đề nghị mà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra tại cuộc họp báo ngày 17 tháng 1. Thay vào đó, nước này lặp lại đề nghị Trung Quốc cùng ra tòa án quốc tế mà Manila sẽ theo đuổi, bất chấp Bắc Kinh có đồng ý hay không, để tìm một phán quyết cuối cùng. Trước đó, tại cuộc họp của các ngoại trưởng ASEAN tại Myanmar ngày 17 tháng 1, Ngoại trưởng Philippines cũng kêu gọi toàn khối đoàn kết trước những động thái gây căng thẳng gần đây của Bắc Kinh, như việc ban hành lệnh cấm nói trên và việc thành lập vùng nhận diện phòng không ở Biển Hoa Đông.